Chiến thần hắc ám chương 261, bộc lộ bộ mặt hung ác một mình huỳnh nhân lái xe đến biệt thự trên núi. Thẩm bán sơn và chú Dương cũng chạy theo sau. Suốt quãng đường đi, ánh mắt của hai người họ đều lạnh lẽo và u ám, họ nhìn chầm chầm vào chiếc xe của huỳnh nhân. Trên đường đi, thi thoảng huỳnh nhân cũng nhìn gương chiếu hậu, anh nhìn thấy hết biểu cảm của hai người kia, nhưng anh không thèm để ý đến. Lúc đến biệt thự Sơn Thủy thì trời cũng đã tối đường núi gồ ghề, bóng cây lắc lư, nhìn đâu cũng thấy cảnh cây đang đu đưa, vài con chim vỗ cánh bay vào bầu trời đêm. Thiếu chủ, bước vào biệt thự, Lưu An đã ra đón. Audio điện tử võ tấn bền. Điều khiến Huỳnh Nhân ngạc nhiên chính là hôm nay Lưu An không mặc áo da màu đen như thường ngày, mà đổi lại là một chiếc váy liền tươi mát màu trắng, đi dép tông cùng bộ đồ ngủ ở nhà. Sao lại thay quần áo? Huỳnh Nhân cười hỏi. Nóng lúc này huỳnh nhân mới nhận ra trên trán lưu an lấm tấm mồ hôi bây giờ nhìn lưu an đã mất đi một ít sát khí nhìn giống một cô gái bình dị gần gũi hơn nhìn lạ lắm sao lưu an cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình vẻ mặt có chút xấu hổ không kỳ lạ đâu huỳnh nhân lắc đầu một cái sau này cô nên thử nhiều loại quần áo khác nhau đây chỉ là một câu nói bình thường nhưng cũng đủ khiến lưu an vui vẻ cô ta cũng là con gái chẳng có cô bé nào lại từ chối quần áo xinh đẹp cả. Đúng lúc ấy, thẩm bán sơn và chú Dương quản gia cũng đi đến với vẻ mặt u ám. Nụ cười trên gương mặt của Lưu An cũng dần dần tan biến, cô ta nhanh chóng trở về phòng, thay một bộ đồ da màu đen thường ngày, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thanh Vân đâu, thẩm bán sơn trầm giọng hỏi. Huỳnh nhân liếc Lưu An một cái, Lưu An lập tức hiểu ý, bước lên phía trước dẫn đường, đi đến một tầng hầm biệt thự sơn thủy có một căn phòng tàng chữ ở dưới lòng đất thẩm thanh vân đã bị nhốt ở đây ba ngày nơi này không có ánh sáng mặt trời có thể thấy chuột to bằng bàn tay dán bò khắp nơi thẩm thanh vân đã vượt qua hoàn cảnh ác nhiệt này được ba ngày rồi tuy nhiên khi bước vào phòng tàng chữ một mùi nồng nặc tanh hôi đập thẳng vào mặt khiến huỳnh nhân trao mày mùi gì vậy phân và nước tiểu lưu an thành thật trả lời sắc mặt huỳnh nhân thay đổi Cô chưa dọn dẹp đống bài tiết của cậu ta à? Tôi không phải bảo mẫu của cậu ta, tại sao phải dọn dẹp chỗ bài tiết đó? Không phải bên trong có bồn cầu tự hoại sao? Có, nhưng qua hôm sau tôi mới nhớ ra là nó đã bị hư rồi. Lưu An trưng vẻ mặt, không liên quan đến tôi, ra. Đến lúc tôi nhớ ra thì phân của cậu ta đã nổi lềnh bềnh và xoay vòng tròn rồi. Khóe mắt Huỳnh Nhân giật giật miêu tả của Lưu An khiến người khác có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Sau lưng họ, sắc mặt của Thẩm Bán Sơn và chú Dương u ám vô cùng. Từ nhỏ, cháu của ông ta đã được cô dì chú bác trong nhà che chở, yêu thương, đến lớn cũng chưa từng phải chịu khổ. Vậy mà hôm nay lại bị đối xử thê thảm đến như vậy. Loảng xoảng khi Huỳnh Nhân mở phòng tàng chữ ra, một bóng đen lao tới như điên, bị Lưu An đá bay. Đó chính là Thẩm Thanh Vân đang hoang một chút. Lưu An chừng mắt một cái, Thẩm Thanh Vân không dám nhúc nhích, có thể thấy trong ba ngày qua, Lưu An đã đẩy đọa anh ta rất thảm. Huỳnh Nhân, nhìn thấy Huỳnh Nhân, Thẩm Thanh Vân lập tức khóc lớn lên. Anh giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Ở đây tối quá, còn thối nữa, tôi không thể ở đây thêm một chút nào nữa. Mặt anh ta đầy nước mắt, nước mũi đầm đìa, khóc thê thảm. Bây giờ Huỳnh Nhân mới hiểu, thì ra đàn ông cũng có thể khóc thảm đến như vậy sao cậu ta lại kích động như vậy huỳnh nhân quay đầu lại nhìn lưu an tự choáng váng bởi mùi phân và nước tiểu của mình lưu an nhún vai nói như tôi đã nói tôi quên mất là bồn cầu tự hoại đã bị hỏng lúc tôi mở cửa vào thì đã thấy phân cậu ta nằm thành đống rồi ba ngày trôi qua cũng bắt đầu lên men nói cách khác cậu ta sống chung với mùi hôi thối này ba ngày rồi huỳnh nhân hỏi lưu an nghiêm túc gật đầu cuối cùng huỳnh nhân cũng hiểu tại sao thẩm thanh vân lại suy sụp như thế này trong căn phòng nhỏ tối tăm không có ánh mặt trời làm bạn với cả chuột và rán còn chưa kể bồn cầu cũng bị hư con người ta có ba sự khẩn cấp đây là điều không thể tránh khỏi phân và nước tiểu được thải ra ngoài nhưng nó lại không đi xuống mà lại nổi lên chúng phản ứng hóa học với không khí trở nên khô cứng và hôi thối ở trong hoàn cảnh này có thể ở đã là một kỳ tích trong ba ngày qua, tinh thần của anh ta đã đến giới hạn. Tóc tai dối bù thành tổ chim, mặt mày đen nhẻm, thậm chí còn mọc ra những sợi dâu cứng, trong mắt anh ta còn nổi lên những gân máu, ba ngày rồi anh ta không ngủ. Tra tấn bằng thể xác không là gì, tra tấn bằng tinh thần mới là đau khổ nhất. Thẩm Thanh Vân đã nhiều lần nghĩ đến việc tự tử nhưng không thành công. Sống không được, chết cũng không xong, đây chính là bức tranh tả thực cuộc sống của Thẩm Thanh Vân lúc bấy giờ. Thanh Vân. Nhìn người đàn ông đen nhẻm này như người tị nạn, thẩm bán sơn đi tới, không quan tâm đến mùi hôi, ông ta gọi. Ông nội, nhìn thấy thẩm bán sơn, thẩm Thanh Vân lao tới giống như đống rơm được người khác cứu mạng. Hai ông cháu ôm trầm lấy nhau, thẩm bán sơn rơi lệ. Huỳnh Nhân và Lưu An đứng bên cạnh cũng cảm thấy thổn thức, nhưng trong lòng không hề thương xót. Kể từ lúc anh ta đăng lệnh ban thưởng của Huỳnh Nhân lên web đen, kết quả của anh ta đã được định sẵn nếu không còn chuyện gì thì đi thôi huỳnh nhân cắt đứt cuộc hội ngộ của ông cháu họ ra thản nhiên nói tuy nhiên thẩm bán sơn chợt đứng lên tức giận nhìn huỳnh nhân anh hại cháu tôi khổ sở như vậy khiến nó suýt nữa thì tự sát sao tôi có thể để yên cho anh ông nội ông không thể giết anh ta hãy để cháu thẩm thanh vân nhìn huỳnh nhân bằng ánh mắt căm thù muốn giết anh ta ngay lập tức huỳnh nhân cũng không ngạc nhiên với phản ứng của thẩm bán sơn chút nào cười nhạt giang sơn dễ đổi bản tính khó rời xem ra người nhà họ thẩm không phục tôi cho lắm phục anh chẳng qua anh cũng chỉ là con khổng tước chuyên dựa vào phụ nữ lấy tư cách gì để tôi phục anh thẩm bán sơn đã đến tuổi hưởng thọ nhưng bây giờ ông ta vẫn phải phùng mang trợn má kiêu ngạo thể hiện sự độc đoán của một gia chủ quyền thế vậy ông có gì để đối phó với tôi Ánh mắt Huỳnh Nhân dần trở nên sắc bén. Mỗi người đều có điểm yếu, điểm yếu của anh chính là vợ con anh. Thẩm Bán Sơn nhìn Huỳnh Nhân, cười to. Anh có thể ra tay với cháu tôi, tại sao tôi không thể tìm đến vợ anh, không có Liễu Phi Tuyết, anh chỉ là thứ bỏ đi. Huỳnh Nhân không nói gì, chỉ híp hai mắt lại, vốn dĩ anh chỉ muốn tìm Thẩm Thanh Vân, nhưng bây giờ, xem ra anh không thể tha cho cả nhà họ Thẩm. Biết tại sao chỉ có hai người tôi và ông Dương đến đây không? vì những người khác đang đi bắt liễu phi tuyết. Vẻ mặt Thẩm Bán Sơn tàn độc. Anh có biết nếu vợ anh bị nhà họ Thẩm bắt được sẽ có kết quả như thế nào không? Ông ta cố gắng tìm kiếm sự sợ hãi trên mặt Huỳnh Nhân, nhưng từ đầu tới cuối, Huỳnh Nhân vô cùng bình tĩnh. "Vậy sao?" anh thản nhiên hỏi. "Không tin, nếu anh không tin tôi sẽ cho anh xem bằng chứng." Thẩm Bán Sơn nói, sau đó bấm gọi video. "Có lẽ bây giờ họ đã bắt được vợ anh." chắc chắn sẽ nghe được tiếng khóc của vợ anh. Reng Reng. Ngay sau đó, cuộc gọi video được kết nối. Thẩm bán sơn không thèm nhìn, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Huỳnh Nhân, liên tục cười sặc sụa. Thế nào, bây giờ tin tôi chưa? Ha ha ha, liễu phi tuyết xong đời rồi. Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng phản chiếu trong màn hình, Huỳnh Nhân cười không ra tiếng. Đúng là như vậy sao? mươi 262, đã từng nghe thấy trên mặt huỳnh nhân nở một nụ cười hài hước không có lấy một chút sợ hãi nào vì bị đe dọa điều này khiến thẩm bán sơn cảm thấy rất kỳ lạ anh cười cái gì chẳng lẽ đến mạng sống của vợ anh mà anh cũng không thèm để ý sao ông ta lớn tiếng quát tính mạng của vợ tôi đương nhiên tôi rất để ý chỉ là ông nhìn lại xem người gọi đến là ai đã rồi hãy quay lại đây nói chuyện với tôi huỳnh nhân bình tĩnh nói ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép vẻ mặt thẩm bán sơn thay đổi một lần nữa nhìn lại vào màn hình của điện thoại di động chỉ thấy một người phụ nữ lạnh lùng mặc một cái áo khoác da màu đen xuất hiện ở giữa màn hình nhìn ông ta giống như nhìn một kẻ ngốc ông già này là ai vậy có vẻ cũng không được thông minh cho lắm người phụ nữ cất lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi rõ ràng không phải là hỏi thẩm bán sơn như vậy chỉ có thể là hỏi huỳnh nhân không cần phải để ý đến ông ta huỳnh nhân bình tĩnh cười nói gương mặt thẩm bán sơn cứng ngắc vô cùng tức giận nhìn phùng cẩn mai cô là ai tôi là người nhà họ thẩm đây là đám vô dụng mà ông phái đến đúng không đây này phùng cẩn mai vừa dứt lời thì lập tức tắt camera trước chuyển về camera phía sau một đám người quen mặt ngay lập tức lọt vào bên trong khung hình không phải ôm cánh tay thì cũng là lăn lộn trên đất còn không thì kêu ầm cả lên chủ nhân chúng tôi thua rồi còn chưa nhìn thấy Liễu Phi Tuyết thì đã bị người phụ nữ này bao vây. Đúng vậy, chủ nhân, cô ta quá mạnh, chỉ cần hai ba chiêu đã hạ gục được chúng tôi. Chủ nhân mau cứu chúng tôi với. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Khuôn mặt và cơ thể của Thẩm Bán Sơn càng run rẩy mạnh hơn, trong lòng ông ta lại xúc động, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt của đám người đang kêu rên cầu cứu kia. Ăn hại, tất cả đều là một đám ăn hại. Khổ khổ. Thẩm Bán Sơn tức giận thở gấp liên lục hít hơi lạnh ông nội ông sao rồi thẩm thanh vân vội vàng vỗ lưng thẩm bán sơn lũ ăn hại sao nhà họ thẩm toàn là đám ăn hại như thế này chứ thẩm bán sơn tức giận cúp điện thoại ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm huỳnh nhân còn thủ đoạn gì nữa không thì mang ra hết đi hôm nay tôi có nhiều thời gian có thể từ từ chơi với mấy ông huỳnh nhân cười lạnh lùng nhàn nhã ngồi trên sofa người thân luôn là điểm yếu trong lòng anh sau khi liễu thụy hoa và tiểu như gặp chuyện không may anh đã phái một đội ngũ âm thầm bảo vệ người thân của anh bây giờ liễu phi tuyết và tiểu như lại được chính phùng cần mai bảo vệ sức mạnh của khương bạch tuyết cũng gần bằng anh thì làm sao có thể để đám gà này thành công được chứ huỳnh nhân anh cho rằng tôi và nhà họ thẩm chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao thẩm bán sơn lạnh lùng nhìn huỳnh nhân cũng không vì thất bại lúc trước mà đánh mất sự tự tin đi ngược lại lời thề vậy thì mang hết thủ đoạn ra đi dù sao hôm nay nhà họ thẩm chắc chắn sẽ phải chết. Giọng nói huỳnh nhân bình tĩnh như không để trong lòng. Được, chính anh nói đấy. Sắc mặt thẩm bán sơn cực kỳ u ám, đột nhiên nói. Đi ra hết đi, các người không cần bảo vệ tôi, chỉ cần giết chết được người thanh niên đang ngồi trước mặt tôi là được. Bịch, bịch, bịch. Vừa dứt lời thì tầng hầm ngầm thông với tầng trệt bỗng vang lên tiếng bước chân rồn dập liên tiếp. Khoảng chừng hơn 10 người to cao mang theo hơi thở mạnh mẽ ngay lập tức xuất hiện xung quanh Huỳnh Nhân và Lưu An, lạnh lùng nhìn anh. Chỉ cần nhìn vào khí thế của 10 người, người cường giả này giống như gió lốc này cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Cuống hồ trong số bọn họ còn có một lão già vẫn luôn nhắm mắt, trong ngực luôn ôm một cây đao cùn được làm theo phong cách cổ xưa, ngồi xếp bằng dưới mặt đất. Huỳnh Nhân không thèm liếc nhìn 10 người này mà nhìn thẳng vào người lão già đang nhắm mắt. Ông là người mù sao? không sai lão già cũng không e dè mà thoải mái thừa nhận bốn năm trước hai con mắt của lão phù bị một người trẻ tuổi tên là võ đông dương làm cho bị thương vốn tưởng là con đường võ thuật đã kết thúc không ngờ trong họa lại gặp phúc dù hai mắt bị mù nhưng ông trời lại khiến cho linh giác của tôi càng thêm minh mẫn một lần nữa phá bỏ gông cùng xiềng xích đi vào thế giới mới võ đông dương nghe lão già nói vậy huỳnh nhân không kìm được mà nở nụ cười không sai có thể nói đây là người đàn ông trẻ tuổi mạnh nhất mà tôi từng thấy, sẽ có một ngày được gia nhập hàng ngũ trí tôn. Nhắc đến người này, sắc mặt lão già mù cực kỳ nghiêm túc. Thẩm bán sơn lại còn cười ha ha vui sướng nói. Huỳnh nhân, anh xong đời rồi, vị này chính là đao khách mù mà tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể mời đến, nghe đồn rằng giết người cũng không cần phải lấy đao ra khỏi vỏ. Nếu có người mà có thể khiến ông ta rút đao ra thì kẻ đó mới chính là một kẻ thù thực thụ, hôm nay anh nhất định phải chết nhưng huỳnh nhân lại không thèm để ý đến lời nói của thẩm bán sơn vẫn thích thú nhìn chằm chằm người đao khách mù như cũ nói tôi hỏi ông với năng lực của ông có thể đỡ được bao nhiêu hiệp trong tay võ đông dương một hiệp người đao khách mù vừa dứt lời thì mở choàng mắt đúng như lời ông ta nói trong lòng mù mịt một khoảng keng cây đao cùn trong tay người đao khách mù vang lên một tiếng hung hăng rút đao ra khỏi vỏ hình dáng cây đao lập tức lóe sáng lên chỉ là tư thế rút đao lại khiến mấy cọng tóc trên đầu của thẩm bán sơn và thẩm thanh vân nứt rơi xuống, nhưng vẫn phải lên tiếng hỏi. Đao khách đại nhân, chấm SAO tự nhiên lại rút đao ra. Đôi mắt hai ông cháu trợn trừng, giọng nói cực kỳ sợ hãi còn mang theo chút xúc động. Huỳnh nhân, đao khách đại nhân đã rút đao thì anh càng hết đường để trốn. Đao khách đại nhân, anh ta chỉ là một đứa ở rể nhỏ bé, giết anh ta thì không cần phải rút đao. Không, anh ta là một cao thủ không đợi thẩm thanh vân nói hết người đao khách mù dứt khoát ngắt lời anh ta sắc mặt vô cùng nghiêm túc tay lập tức nắm chuôi đao căng thẳng nhìn anh huỳnh nhân vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa như cũ im lặng cười khẽ anh đột nhiên đứng dậy giọng nói bình tĩnh vang lên chuyện tin hay ông đã nghe qua tên võ si vậy đã từng nghe thấy tên thầy của võ si chưa ầm um, một loại khí thế vô hình lập tức bùng lên lấy huỳnh nhân làm trung tâm mà ngang ngược rung động bốn phương. Mái tóc bạc của người đao khách mù bị hất cao về phía sau, cơ thể của ông ta run rẩy. Anh, anh, bên trong giọng nói của người đao khách mù lại mang theo một chút sợ hãi, ông ta ngay lập tức quát to. Mọi người, xông lên hết đi. Vâng, sư phụ. Hơn 10 người to cao này tất nhiên đều là học trò của người đao khách mù, giờ phút này hét lớn một tiếng nhắm thẳng vào huỳnh nhân. Thiếu chủ, ánh mắt Lưu An lạnh lùng đang định ra tay, thì thấy Huỳnh Nhân vẫn như đang đứng ở chỗ không người, cơ thể như hạc say cưỡi gió, người người kia ngay cả quần áo của Huỳnh Nhân cũng không thể chạm được. Đám người ngay cả góc áo của Huỳnh Nhân cũng không chạm được lại bị một loại sức mạnh vô hình nào đó đánh bay ra ngoài, mồm trào máu tươi. Người đao khách mù thấy vậy cũng tự mình ra tay, đã thấy bóng hình của Huỳnh Nhân xuất hiện trước mặt ông ta một cách kỳ lạ. Sắc mặt người đao khách mù thay đổi, dồn sức chém cây đao cùn trong tay xuống. Bịch, Huỳnh Nhân dùng nội lực nắm lấy lưỡi đao cùn, lập tức làm giảm đi sức lực của cây đao. Tiếp theo anh đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe thấy két một tiếng, cây đao cùn lập tức bị Huỳnh Nhân bẻ gãy làm đôi. Tiếp theo Bịch một tiếng, đá một phát lên người người đao khách mù khiến cho ông ta văng xa đến mấy chục mét đập thẳng vào chân tường, hôn mê tại chỗ. Đây là cường giả mà ông mời đến sao? Anh quay đầu lại, lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Bán Sơn một cái, giọng nói cực kỳ bình tĩnh chương 263, nhà không có giáo dục. Hình ảnh người đao khách mù bị đá bay một phát in sâu vào trong đầu thẩm bán sơn cùng thẩm thanh vân, khiến cho người của ông cháu ông ta run rẩy trong lòng sợ hãi, một sự sợ hãi không thể nói thành lời lan tỏa khắp cả người. Người đao khách mù nổi tiếng đã lâu, là một cao thủ lang thang nổi tiếng. Vì để mời được ông ta mà thẩm bán Sơn đã phải thiếu một món nợ ân tình vô cùng lớn, còn đồng ý cho ông ta dẫn theo tất cả các học trò đến đây, chỉ vì muốn giết chết huỳnh nhân chỉ là người đao khách mù và đám học trò của ông ta ở trong tay huỳnh nhân lại không thể chống đỡ được hết một hiệp thì tất cả đã bị loại kết quả này đám người ông ta cũng không ngờ đến thẩm thanh vân sợ tới mức cả người run lẩy bẩy vốn nghĩ rằng lưu an đã rất mạnh rồi không ngờ huỳnh nhân lại càng mạnh hơn anh đừng vội đắc ý anh nghĩ nhà họ thẩm chúng tôi không còn cách nào để bắt được anh sao sắc mặt thẩm bán sơn lúc đỏ lúc trắng tức giận chỉ vào mặt huỳnh nhân mà quát to. Hử, vậy thì ông cứ lôi hết các cách mà ông có ra đây đi. Huỳnh nhân nhìn đồng hồ, ung dung nói. Bây giờ mới 8 giờ, tôi còn hai tiếng nữa để chơi với ông. Giọng nói ung dung càng khiến cho thẩm bán sơn tức giận đến mức giật giật khóe mắt. Huỳnh nhân, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lúc này chú Dương quản gia đứng đằng sau thẩm bán sơn bỗng nhiên bước lên mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm huỳnh nhân không phải tôi nghĩ thế nào mà là mấy người nhà họ thẩm các người muốn thế nào huỳnh nhân bình tĩnh nói cho đến bây giờ cũng đều do đám người nhà họ thẩm các người được đằng chân lân đằng đầu lật lọng tưởng rằng có thể nói dối nhưng thật ra tôi đều biết hết tất cả cục diện bây giờ đều do một tay các người tạo nên một khi đã như vậy chúng tôi không còn đường lui nữa sao khóe miệng huỳnh nhân khẽ nhếch lên lạnh lùng cười nói do ông không nên không biết điều vì trả thù cho cháu đích tôn của ông mới gây nên cục diện như bây giờ, bây giờ biết sợ rồi sao? Muộn rồi, cả người thẩm bán sơn run lên, sắc mặt lập tức trở nên hung dữ. Huỳnh nhân, anh đừng có mà khinh người quá đáng. Ông nội, ông mau nghĩ cách gì đi, chúng ta đã ra tay với vợ của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho chúng ta. Sắc mặt thẩm thanh vân tái nhật nói, nhà họ thẩm vậy mà lại bị hủy hoại trong tay anh ta. Sợ, quả thật anh ta rất sợ mấy ngày nay mỗi ngày anh ta đều cảm giác được cái chết đang cận kề loại cảm giác nhảy múa trên lưỡi dao này khiến anh ta không thể thở nổi bốp thẩm bán sơn tát một cái thật mạnh lên mặt thẩm thanh vân tức giận nói tất cả chuyện này đều do cháu gây ra ông cũng chỉ vì tin tưởng lời nói dối của cháu mình nhưng mà không phải là nhà họ thẩm bây giờ càng hùng mạnh hơn trước kia sao thẩm thanh vân không cam tâm cắn răng nói Thẩm Bán Sơn đang định nói nữa thì chú Dương quản gia tiến lên phía trước, nói với Thẩm Bán Sơn. Ông chủ, chẳng lẽ ông đã quên chúng ta còn quân bài cuối chưa lật sao? Chỉ có người đó mới có thể giết người một cách hoàn hảo được. Thẩm Bán Sơn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định. Vậy thì mời cô ta đến đây đi. Trong mắt chú Dương hiện lên một tia sắc bén, sau đó nhìn về phía Huỳnh Nhân. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên khuất phục nhà họ thẩm đi, anh không phải đối thủ của quân bài chưa lật tiếp theo của nhà họ thẩm đâu huỳnh nhân nở nụ cười một khi đã như vậy vậy thì để tôi ra tay một chút để khiến cho nhà họ thẩm các người hoàn toàn hết hy vọng thật là tự cao mà thẩm bán sơn trợn mắt lên quát lớn một tiếng thảo cổ bà còn không mau ra tay đi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép nhưng đáp lại ông ta chỉ là gió yên sóng lặng mà không thấy bóng dáng người nào xuất hiện Lông mày thẩm bán sơn nhíu lại thật chặt, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lại quát to một tiếng. Tôi biết cô đã tới rồi, mau ra tay đi. Vẫn chẳng có một chút âm thanh nào. Thiếu chủ, tiếp theo giao cho tôi đi. Lưu An cười lạnh, chỉ cần Huỳnh Nhân gật đầu thì cô ta có thể thoải mái mà kết thúc mạng sống của hai người này. Chỉ là rõ ràng người kia không có xuất hiện mà Huỳnh Nhân cũng rơi vào im lặng. Chờ một chút, anh ngăn cản Lưu An. Còn chờ cái gì nữa chứ? vẻ mặt lưu an nghi ngờ thẩm bán sơn gọi nhiều lần như vậy cũng không thấy người đó ra tay chắc là để ra oai mà thôi thẩm bán sơn cũng sốt ruột đến mức chán đổ đầy mồ hôi mình đã gọi nhiều lần như vậy vậy mà đến cả cái bóng cũng không thấy chú dương cũng cười kỳ lạ nói cô ta đã đến đây chẳng qua là chúng ta không phát hiện ra cô ta mà thôi tầng hầm đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng sột soạt kỳ lạ giống như có vật gì đó đang di chuyển trong mắt huỳnh nhân hiện lên sự sắc bén, tiện tay nhặt một hòn đá, gập đầu ngón tay lại bắn ra. View, bịch một tiếng, hòn đá kia giống như viên đạn nhắm thẳng lên người mục tiêu. Chít, sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ ở trong tầng hầm yên tĩnh, có thể thấy được đây không phải là tiếng kêu của người. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một con tằm vàng mập mạp đang trổng vó nằm dạp trên mặt đất. Đôi cánh của nó vẫn rung động nhưng lại không thể nào bay lên được, bụng có một cái lỗ to, máu tươi màu xanh chảy ra ảo ảo. Con sâu, ngoại trừ huỳnh nhân ra thì tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ ngạc nhiên. Đột nhiên thẩm thanh vân như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ sợ hãi. Hí hí, một tiếng cười trong trẻo duyên dáng của cô gái vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Tiếng cười của cô ta cực kỳ ma quái, giống như bao trùm tất cả mọi ngóc ngách ở chỗ này, nhưng lại không thể nhìn thấy được hình dáng của cô ta ánh mắt lưu an u ám tiếng cười này có phải là đúng là cô ta huỳnh nhân cười nói tôi đã nói nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại lưu an không nói gì chỉ là trong tay đã xuất hiện một cái dao găm lạnh lẽo hóa ra các người là người mà người đó muốn giết thật là khéo tiếng cười của cô gái vẫn vang lên từng ngóc ngách tới tìm tôi à các người không tìm thấy tôi thì định đánh nhau với tôi thế nào đây hí hí Huỳnh Nhân tiện tay nhặt một hòn đá lên, nhắm đến cái góc tối không có ánh sáng mà bắn. Á, à, cô gái lập tức bị đau, ôm đầu từ trong bóng tối bước ra, sắc mặt tức giận nhìn Huỳnh Nhân. Anh dám lấy đá ném tôi. Bịch, lại một hòn đá khác đập lên đầu cô ta làm cho chán cô ta nổi lên một cái u rất to. Á, à, anh còn ném nữa. Cô gái lại càng tức giận, quai hàm bệnh ra, trợn mắt nhìn. Cô ta mặc một cái áo choàng ngắn màu đỏ thấm có thêu năm bông hoa, trên cổ áo còn đeo chiếc khóa trường thọ được chạm khắc nhiều ký tự dườm ra, dưới chân là một đôi giày màu đỏ thêu cổ điển, đúng vậy đây chính là Hồng Phất. Là, là cô, đồ quỷ nhỏ. Vừa nghe thấy tên là Hồng Phất, thẩm thanh vân sợ đến mắt xanh cả mặt lại, ngay cả nói cũng không thể nói được. Thẩm bán sơn hơi ngạc nhiên. Các người quen nhau sao? Hồng Phất cũng nhìn thấy thẩm thanh vân, lập tức híp mắt nở nụ cười, yên tâm đi, bây giờ tôi với anh là một, ông nội anh trả cho tôi một cái giá trên trời muốn tôi hỗ trợ để giết một người, không ngờ lại là anh ta. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, còn đề phòng nhìn cô gái vui buồn thất thường trước mặt này. Huỳnh Nhân cười cười, nhìn Hồng Phát hỏi. Cô muốn giết tôi sao? Đương nhiên. Vẻ mặt Hồng Phát còn rất nghiêm túc, mặc dù là đến làm nhiệm vụ, nhưng trong lòng cô ta vẫn không quên ôm theo một hộp sữa chua. Tôi mà đã muốn giết người thì làm gì có ai có thể thoát được. Vậy sao? Trên mặt Huỳnh Nhân nở một nụ cười lạnh lùng. Không biết tôi so với những người đó như thế nào, ai mạnh ai yếu. Ánh mắt Huỳnh Nhân bỗng nhiên lạnh lùng. Lưu An, bây giờ có thể ra tay rồi, để tôi nghiêm khắc dạy dỗ lại đứa trẻ không có giáo dục này. chương 264, vua sát thủ. Vâng thiếu chủ. Lưu An lên tiếng, tiếp đó mặt không chút thay đổi bình tĩnh tiến lên, Đôi mắt đỏ tươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hồng Phát như nhìn một con mồi. Trước kia thái độ của Hồng Phát không coi ai ra gì, vốn dĩ trong lòng Lưu An đã cố nén giận, sỉ nhục cô ta không sao nhưng không thể sỉ nhục thiếu chủ. Cuống hồ cô ta còn ăn có hai đầu ăn, sau khi kết thúc nhiệm vụ chẳng mấy chốc lại phải bán mạng thay cho nhà họ thầm. Trông chất đủ loại nguyên nhân càng khiến cho Lưu An muốn ra tay với cô ta nhanh hơn, chỉ là không có cơ hội, rốt cuộc bây giờ cũng có thể ra tay nhưng lời của Huỳnh Nhân lại khiến Hồng Phất cực kỳ tức giận, nhất là câu nói, đứa trẻ không có giáo dục, này lại càng khiến cho cô ta nổi trận lôi đình, suýt chút nữa nhảy dựng lên đánh về phía Lưu An. Câm mồm, anh mới là đồ không có giáo dục ấy, cả nhà anh đều là đồ không có giáo dục. Hồng Phất tức giận quát Huỳnh Nhân, khuôn mặt xinh xắn biến thành hình bánh quai treo, gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng giống như mông khỉ. Tôi không phải là đứa trẻ, tôi đã 23 tuổi rồi. Cô ta giống như đang tuyên bố chủ quyền, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nhìn mọi người quát lớn. Mọi người đều ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hồng Phất. Ngay cả Huỳnh Nhân cũng nheo mắt lại đánh giá cô ta. Cô nói cô 23 tuổi, vậy tại sao cơ thể của cô lại vẫn giống như một cô bé 8-9 tuổi vậy? Anh hỏi. Cái này, nói đến đây, Hồng Phất lập tức trở nên mất tự nhiên, có chút ngượng ngùng nói. Từ nhỏ tôi đã mắc phải một căn bệnh, năm tôi 9 tuổi cơ thể của tôi không thể phát triển được nữa, cho dù sau này tôi có ít hay nhiều tuổi thì tôi cũng đều có hình dạng như thế này. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt những người ở đây lại ngạc nhiên lần nữa, cơ thể thể và khuôn mặt mãi dừng lại ở năm 9 tuổi, đây là loại bệnh kỳ lạ gì vậy? Ngoại trừ cái này ra thì không còn triệu chứng nào hết, tôi cảm thấy cũng không phải không tốt. Như sợ người khác coi thường mình, không phất vội vàng nói cả đời này tôi có thể duy trì vẻ ngoài như trẻ con không cần trang điểm gì cả các người có làm được không huỳnh nhân không hề nghe thấy sự tự ti trong lời nói của cô ta nhìn cô ta một cái thật lâu chẳng trách cô ta không muốn nghe thấy người khác nói cô ta nhỏ không phải là đang chế giễu cô ta sao hiện tại không giống tương lai tất cả bệnh tật trên thế giới này chỉ cần bị nhiễm phải một chút thôi cũng không phải chuyện tốt rồi tự lo lấy thân cho tốt đôi mắt của huỳnh nhân như một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng cô ta, khiến cho tâm trạng của Hồng Phát chấn động, lại càng vô cùng tức giận. Anh chỉ là một người bình thường, có tư cách gì mà thông cảm với tôi? Bây giờ tôi muốn giết anh, anh vẫn nên tự lo cho mình trước đi. Cảm xúc của cô ta bị làm cho kích động, trong mắt tràn ngập sát ý. Nhưng vừa dứt lời, cô ta đã một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người, hung tợn và tàn nhẫn hơn bất kỳ sát thủ nào mà cô từng gặp trước đây trên thế giới này có hàng trăm nghìn người muốn giết thiếu chủ, cô đếm được bao nhiêu? Lưu An lạnh giọng nói ẩn ý, cầm cây dao găm trong tay tiến đến chỗ Hồng Phất. Cả người Hồng Phất đột nhiên run lên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu, không kìm nổi lòng mà lùi từng bước về phía sau. Bởi vì ánh mắt của Lưu An cực kỳ đỏ, giống như được tưới bằng máu tươi, trong cơn sợ hãi, cô ta nhìn trong đôi mắt của Lưu An là một rừng xác và biển máu vô tận. Chẳng mấy chốc, cô ta lại hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang không ổn định của mình, mỉa mai nói. Cô chỉ là sát thủ hạng một không tên không tuổi, ngay cả đòn đánh lén của cục cưng tôi cũng không nhận ra được, cô nghĩ mình có bao nhiêu sức chiến đấu. Những lời này thẩm bán sơn và thẩm thanh vân cũng không nghe thấy được, bởi vì từ lúc Lưu An và Hồng Phất rằng co thì bọn họ đã trốn ra từ tầng hầm chờ ở biệt thự Sơn Thủy từ lâu rồi. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi không khí trong lành, thở dài nói một câu cảm giác khi còn sống thật tuyệt sau đó anh ta lại nhìn thẩm bán sơn ông nội tiếp theo chúng ta nên làm gì chúng ta nên rời đi hay là vẫn tiếp tục đợi ở đây thẩm bán sơn suy nghĩ một chút trong mắt lóe lên một tia sắc bén ở lại ông muốn tận mắt nhìn thấy huỳnh nhân chết chỉ cần huỳnh nhân chết cây đổ khỉ tan nhà họ đồng và tập đoàn lệ tinh sẽ thuộc về nhà họ thẩm chúng ta vậy thì đợi thẩm bán sơn cũng không còn sợ hãi tràn đầy tự tin anh ta đã tận mắt nhìn thấy hồng phất ra tay yên lặng không một tiếng động đã đưa người vào chỗ chết thậm chí nội tạng của thi thể còn bị ăn thịt cái chết vô cùng thê thảm nhưng mà anh ta cũng không thể hiểu được tại sao trên đời lại có những người kỳ lạ như vậy chú dương quản ra giường như hiểu được những nghi ngờ trong lòng thẩm thanh vân cười lạnh một tiếng nói thế giới rộng lớn không thiếu cái gì người tài giỏi kỳ lạ không phải hiếm hồng phất này là một thảo cổ bà đến từ miêu cương thảo cổ bà nghe vậy thẩm bán sơn và thẩm thanh vân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên tất nhiên bọn họ đã nghe nói về những kỳ thuật này vân tường lái xác chết phù thủy miêu cương cũng được gọi là hai kỳ thuật lớn có thể giết người vô hình thì cũng cứu người vô hình chỉ là bọn họ đều coi đó là truyền thuyết rồi cười cho qua chuyện nhưng không ngờ đó là sự thật chúng ta hãy chờ cô hồng phất chiến thắng trở về trong mắt chú dương lóe lên một tia cười lạnh lùng lạnh nhạt nói tầng hầm. Hồng Phất đã lấy lại sức mạnh lúc trước, nhìn Lưu An khúc khích cười không ngừng, giống như đã đoán trước được việc Lưu An thất bại. Mà Lưu An cũng cười lạnh một tiếng. Cô nói tôi hữu danh vô thực, đúng là tôi hữu danh vô thực, bởi vì bên ngoài còn có người mạnh hơn tôi, còn có rất nhiều hạng nhất, cho dù là bị chê cười. Nhưng mà, đột nhiên, lời nói của Lưu An thay đổi, nụ cười trên mặt cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều lúc tôi vẫn còn đang làm mưa làm gió ở trong thế giới sát thủ, cô ở đâu? Làm những gì? Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Hồng Phất thay đổi nhanh chóng, lúc đỏ lúc trắng. Cô ta chợt nghĩ ra một chuyện, Lưu An hay cũng chính là ám giả quân mẫu, là sát thủ nổi tiếng từ ngày xưa. Khi cô ta đang làm mưa làm gió trên thế giới này thì Hồng Phát đang làm gì? Cô ta vừa mới lớn, chỉ vừa mới trở thành thảo cổ bà. Mặc dù tài năng thiên bẩm của cô ta rất tốt, cũng nổi tiếng một vùng, nhưng so với Lưu An thì chắc chắn giống như trò đùa của mọi nhà. Cô không phải là khinh thường tôi sao, cũng khinh thường luôn cả những người đi theo tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, cựu số một thế giới đáng sợ như thế nào. Giọng nói của Lưu An lạnh thấu xương, ngay sau đó, cô ta biến mất tại chỗ. Hồng Phất ngay lập tức nhìn đông nhìn tây, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lưu An, nhưng cô ta giống như không khí biến mất không thấy bóng dáng sắc mặt hồng phất càng ngày càng tái nhợt trong lòng càng lúc càng thêm bối rối vội vàng lấy ra một cây ngọc màu xanh đưa lên miệng khẽ thổi ngay sau đó một tiếng sáo du dương vang lên cùng với tất cả các độc trùng đang bỏ ra từ trong tầng hầm huỳnh nhân hít mắt nhìn cảnh tượng này anh không thể không thừa nhận hồng phất này quả thật rất giỏi chỉ cần khả năng ra lệnh cho độc trùng làm cổ thôi cũng đủ đáng sợ rồi có trời mới biết cơ thể và làn da của cô ta có độc hay không. Tuy nhiên, ở trước mặt Lưu An, nó vẫn vô dụng như cũ. Cô ở đâu, mau đi ra đây cho tôi. Sau khi triệu hồi độc trùng, Hồng Phất vẫn còn sợ hãi, bởi vì cô ta không biết Lưu An đang ở đâu, những độc trùng này đương nhiên là không có chỗ để dùng. Không thực tế, tiếng cười lạnh lùng của Lưu An không biết vang lên từ chỗ nào, lời nói vừa kết thúc thì cô ta như một bóng ma xuất hiện ngay phía sau Hồng Phất lưới kiếm trên tay đã ở trên cổ hồng phát. Cô thua rồi. Giọng nói cô ta lạnh nhạt, giống như tuyên án tử hình cho hồng phất. chương 265, trẻ con không nghe lời thì sẽ bị đánh. Vào giờ phút này, đôi mắt của hồng phất tràn ngập hoảng sợ, con người co rụt, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô ta có thể cảm nhận được con dao găm đang kề sát trên cổ mình, thứ nó mang đến cho cô ta chỉ có sự lạnh buốt của kim loại, thậm chí đến nuốt nước miếng cô ta cũng không dám vì sợ rằng trong lúc nuốt nước miếng yết hầu sẽ bị cắt đứt nhìn cảnh tượng này huỳnh nhân khẽ cười nhạt lưu an đã từng ám sát anh một lần hơn nữa suýt chút nữa thì đã thành công tay nghề của cô ta thật sự là sâu không lường trước được khi đối mặt với hồng phất cũng giống như một trò chơi mà thôi căn bản là cô ta không hề dùng toàn lực để đối phó đây mới là một sát thủ chân chính Giọng nói của Lưu An không có một chút cảm xúc nào. Sau này đừng tự gọi mình là sát thủ nữa, tránh làm ô nhục cái danh sát thủ. Trong lòng Hồng Phất sợ hãi đến cùng cực, tái nhợt một hồi lâu sau, khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên dữ tợn. Chỉ biết đánh lén thôi à, loại đàn bà như cô không dám so tài với tôi chứ gì. Lưu An không khỏi bật cười, thứ mà sát thủ chú ý chính là đòn chí mạng, ai rảnh mà đối đầu với cô ta chứ? nếu đánh chính diện thì không phải sát thủ nữa mà là lính đánh thuê nhìn thấy tính tình không chịu thừa nhận thất bại của hồng phất lưu an cảm thấy có chút thích thú cô ta lập tức rời con dao găm đi được rồi nếu cô đã không chịu thua vậy thì tôi sẽ đánh cho tới khi nào cô phục mới thôi dao găm vừa rời đi hồng phất đã lập tức cười to không ngừng chỉ là chiêu khích tướng nho nhỏ mà cô cũng để bị mắc mưu thật đúng là ngu ngốc mà đây chính là cơ hội duy nhất của cô đấy ngừng một chút cô ta lại quay sang dặn dò lũ sâu bọ này chui vào cơ thể của cô ta ăn sạch nội tạng của cô ta cho tao vốn dĩ còn tưởng rằng lưu an sẽ sợ con gái ai mà chẳng sợ lũ sâu bọ rắn giết chứ chỉ là lưu an không những không sợ ngược lại đôi mắt lạnh lẽo còn nhìn vào đám sâu đó biểu cảm trào phúng không hề che giấu không phải muốn đánh chính diện sao sao lại nói dối thế này cô ta hài hước nói ha 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 ai muốn chơi chính diện với cô chứ, làm ơn đi, tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi mà thôi, cũng chưa phát triển hoàn toàn, nếu đánh nhau với cô, không phải là đang tìm chết sao. Hồng Phất không ý thức được ẩn ý trong lời nói của Lưu An, vẫn cười to như cũ. Nhiều sâu bọ bò trên người cô như vậy, tôi xem cô đối phó thế nào. Nhưng mà ngay sau đó, tiếng cười của Hồng Phất đột nhiên im bặt, ngay sau đó như thể thấy quỷ, đôi mắt cô ta chừng đến tròn tròn, trông vô cùng đáng yêu chỉ thấy lưu an thuận tay moi ra một cái bật lửa còn nghịch lửa trong lòng bàn tay cô ta hài hước nói nơi này là tầng hầm ngầm hàng năm không đóng cửa không hề mở ra mấy thứ khác thì thiếu còn carbon monoxide thì dư cô nói xem nếu tôi bật lửa thì sẽ thế nào đây không muốn không muốn đừng mà không phất biến sắc vội vàng xua tay muốn ngăn lưu an đốt lửa nhưng mà đã trễ rồi răng rắc lưu an bật lửa lên sau đó thuận tay ném thẳng vào trong đám sâu bọ oanh ngay lập tức ánh lửa nghi ngút lên tận trời xung quanh đều là vách đá đốt không cháy nhưng còn đám sâu bọ thì thảm rồi sâu vốn sợ lửa giờ phút này lại đang trong ngọn lửa lớn như vậy có thể nói là thảm họa diệt chủng lách cách có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng đậu phộng ran trong ngọn lửa tất cả đều là âm thanh được tạo ra từ lũ sâu bọ bị nướng sống các cục cưng của chị Hồng phất khóc trong đau khổ, trong lòng đau như dỉ máu. Đây đều là những con trùng cổ mà cô ta đã dày công bắt được, không ngờ là lại cứ vậy mà bị thiêu sống. Ánh lửa nhỏ dần, đám sâu bọ bị tiêu diệt hoàn toàn, mặt đất cháy đen một mảng, ngẫu nhiên có thể thấy được tàn dư là thi thể rách tung tóe của đám trùng cổ, không còn chút sự sống nào. Cô dám thiêu sống các cục cưng của tôi, tôi phải luyện cô thành cổ vật mới được. Ánh mắt hung ác của Hồng Phất nhìn chằm chằm vào Lưu An với Huỳnh Nhân, giọng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo làm được không lưu an đi đến trước mặt hồng phất sau đó sách cô ta lên giống như sách chó ngoài dự đoán mọi người thế mà cô ta không hề phản kháng tùy ý để cho lưu an sách lên bỗng nhiên cô ta nhìn lưu an cười to ha 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 thời khắc mà tôi chờ nhất chính là lúc này chắc cô không biết là trong người tôi cũng có độc đâu nhỉ nhưng cười xong cô ta lại cười không nổi nữa bởi vì căn bản lưu an không hề có chút gì gọi là giống chúng độc cả sao cô chưa chúng độc vậy hồng phất thắc mắc hỏi ngu ngốc tôi đeo bao tay lưu an giống như đang nhìn kẻ ngốc mà nhìn hồng phất rồi quơ quơ bao tay ra mà cô ta vốn luôn đeo cho hồng phất xem ngoặc kép ngoặc kép hồng phất trợn tròn mắt ngay lập tức trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải cảnh tượng này ngay cả người ít nói như huỳnh nhân mà cũng không khỏi bật cười nói cô tên hồng phất đúng không cô là sát thủ mà tôi thấy đáng yêu nhất đó không cho cười không được cười nữa cẩn thận tôi luyện anh thành đồ cổ luôn bây giờ dù đang bị lưu an sách trong tay nhưng hồng phất vẫn thẹn quá hóa giận như cũ còn không quên uy hiếp huỳnh nhân chát bỗng nhiên trên người hồng phất chợt vang lên một tiếng vang thâm thúy biểu cảm trên mặt hồng phất cô động lại ngay lập tức cô ta căm thức mà quay đầu lại nhìn lưu an Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Mắc gì đánh mông tôi? Lưu An vô cảm đáp. Trẻ con không biết vâng lời thì phải đánh. Nói xong, cô ta lại dùng sức đánh lên mông Hồng Phất một lần nữa, lại tiếp tục vang lên âm thanh thâm thúy khác. Hồng Phất ăn đau, cô ta nhanh chóng quay đầu lại, hung ác mà nhìn Lưu An. Cô thử đánh tôi cái nữa thử xem. Cô ta cho rằng biểu cảm hiện tại của mình có thể dọa sợ Lưu An, không ngờ rằng Lưu An lại xì cười ra tiếng có phải hiện tại cô cảm thấy mình rất hung dữ đúng chứ? Hồng Phất không hiểu vì sao cô ta lại cười, chẳng lẽ mình chưa đủ hung dữ sao? Vì thế lập tức ngơ ngác gật đầu. Không như cô tưởng đâu, cô một chút cũng không hung dữ chút nào, bây giờ cô trông hệt như một con gấu nhỏ đang la lối om sòm với chủ nhân vậy đấy, hung dữ lắm, hung dữ lắm. Ngoặc kép ngoặc kép, sau khi trở lại đô thị với Huỳnh Nhân, Lưu An cũng học được không ít cách dùng từ trên Internet nhưng khi vào trong tai hồng phất cô ta lập tức bị đả kích cực mạnh đây không phải ý định ban đầu của cô ta cô ta cứ tưởng rằng khi biểu hiện ra ngoài như vậy là có thể khiến cho lưu an bị dọa sợ trước khí thế của hung thần chứ không phải là như vậy cô ta không hiểu rõ ràng là học theo mấy kẻ xấu trên tv tại sao khi áp dụng rồi thì lưu an lại không sợ chứ cô nên học theo tôi mới phải lưu an nổi lên ham muốn dạy dỗ hiếm thấy nét mặt lập tức nghiêm lại Cô ta lạnh lùng mà nhìn Hồng Phất. Hồng Phất lập tức rụt cổ lại, nhưng hai mắt lại sáng ngời. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Chát. Nhưng lời còn chưa nói xong, Lưu An đã đánh thật mạnh lên mông Hồng Phất. Thật đáng tiếc, loại cảm giác này cả đời cô cũng không học được đâu, thế đã biết sai chưa? Hồng Phất lập tức nổi giận. Sao cô còn đánh nữa hả? Tôi thật sự sẽ luyện cô thành cổ vật đấy. Chát cái đầu người lớn mà đánh trẻ con không thể thắng nên dùng vũ lực chứ gì chát đừng đánh nữa tôi sai rồi a à. a chát nhìn lưu an như đang đánh trẻ con từng chút một mà đánh lên mông hồng phất đánh tới đánh lui một hồi hồng phất đột nhiên bật khóc nước mắt cứ vậy mà rơi xuống tiếng khóc nghe thê lương vô cùng như tiếng của đỗ quyên vậy huỳnh nhân có chút thương xót mà nhìn lưu an nếu có thể sinh con vậy thì sau này cô ta sẽ vô cùng trân trọng đứa con của mình cho xem. Mà mấy người đang chờ đợi là Thẩm Thanh Vân và Thẩm Bán Sơn, thấy Hồng Phất chậm chạp không chịu tới, trong lòng có chút nóng vội. Thanh Vân, con mau đi xem có chuyện gì rồi đi. Vâng, ông nội. Thẩm Thanh Vân quay trở lại tầng hầm thì thấy ngay cảnh tượng mà cả đời này anh ta cũng không bao giờ quên được. Con quỷ mang tên Hồng Phất mà anh ta sợ nhất, thế mà lại như trẻ con phạm lỗi, bị Lưu An sách lên đét mông audio điện tử võ tấn bền hết chương 265